chẳng lìa Bồ Tát đạo, chẳng thả lòng oai nghi của Bồ Tát, chẳng đoạn tuyệt thủ lấy của Bồ Tát, chẳng ngừng thiện xảo phương tiện của Bồ Tát, chẳng dứt hẳn việc làm của Bồ Tát, chẳng nhàm sinh thành dụng của Bồ Tát, chẳng ngừng trụ trì lực của Bồ Tát. Tại sao? Vì Bồ Tát muốn sớm chứng đắc A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, quán tất cả môn trí huệ, tu Bồ Tát hạnh không ngừng nghỉ. Đó là Trang Nghiêm đạo thứ 10. 10 căn lành của Bồ Tát đã đầy đủ, các hạnh của Bồ Tát đều đã rốt ráo, để tất cả 10 phương chư Phật cùng quán đảnh cho Ngài, đến được bờ bên kia tất cả các pháp tự tại, dùng độ pháp vô ngại làm mũ độ trên đầu. Thân của Bồ Tát đến khắp tất cả thế giới, các hiện thân vô ngại của Như Lai, đối với tất cả pháp tự tại rốt ráo tối thượng, thường chuyển bánh xe pháp thanh tịnh vô ngại, pháp tự tại của tất cả Bồ Tát đều đã thành tựu, vì hóa độ tất cả chúng sinh, mà ở trong tất cả cõi nước thị hiện thọ sinh, với chư Phật bát đời đồng một cảnh giới, mà chẳng bỏ Bồ Tát hạnh, chẳng bỏ pháp của Bồ Tát, chẳng giải đãi nghiệp của Bồ Tát, chẳng lìa Bồ Tát đạo, chẳng thả lọc oai nghi của Bồ Tát, chẳng đoạn tuyệt thủ lấy của Bồ Tát, chẳng ngừng thiện xảo phương tiện của Bồ Tát, chẳng dứt hẳn việc làm của Bồ Tát, chẳng nhàm chán sinh thành dụng của Bồ Tát, chẳng ngừng trụ trì lực của Bồ Tát. Tại sao vậy? Vì Bồ Tát muốn sớm chứng được A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, quán tất cả muôn trí huệ, tu Bồ Tát hạnh không ngừng nghỉ. Đó là Trang Nghiêm đạo thứ 10. Nếu các Bồ Tát an trụ pháp này thì sẽ đắc được đại Trang Nghiêm đạo vô thượng của Như Lai, cũng chẳng xả bỏ Bồ Tát đạo. Nếu các Bồ Tát an trụ trong pháp này thì sẽ đắc được đại Trang Nghiêm đạo vô thượng của Như Lai, cũng chẳng xả bỏ Bồ Tát đạo. Phật tử, đại Bồ Tát có 10 thứ chân. Những gì là 10? Đó là trần trì giới vì đại nguyện thù thắng đều thành tựu viên mãn, trần tinh tấn vì tích tập tất cả pháp Bồ Đề phần chẳng thối chuyển, trần thần thông vì tùy sự ham muốn của chúng sinh khiến cho họ hoan hỷ, trần thần lực vì chẳng lìa một cõi Phật mà đến tất cả cõi Phật, trần tầm sâu vì nguyện cầu tất cả pháp thủ thắng, trần kiên thệ vì tất cả việc làm đều rốt ráo, trần tùy thuận vì chẳng trái với lời dạy của tất cả tôn giả, trần lạc pháp vì văn chỉ tất cả pháp của Phật nói chẳng lời mỏi, trần pháp vũ vì chúng diễn nói pháp không khiếp nhược, trần tu hành vì tất cả các ác đều xa lìa. Đó là 10. Nếu các Bồ Tát an trụ pháp này thì sẽ đắc được chân tối thắng vô thượng của Như Lai. Nếu một khi các chân lên đều có thể đến khắp tất cả thế giới. Các vị đệ tử của Phật, đại Bồ Tát có 10 thứ chân. Những gì là 10? Đó là 1. Chân trì giới hết thảy đại nguyện thù thắng đều thành tựu viên mãn. 2. Chân tinh tấn tích tập tất cả pháp Bồ Đề phần, tức là 7 giác tri, trải pháp giác tri, tinh tấn giác tri, hỷ giác tri, khinh an giác tri, niệm giác tri, định giác tri, hành xả giác tri, tích tụ lại với nhau chẳng thối chuyển pháp Bồ Đề phần. 3. Trần thần thông hay tùy thuận sự ham muốn của tất cả chúng sinh, khiến cho họ được đầy đủ mà sinh hoan hỷ. 4. Trần thần lực, vì có sức thần lực nên chẳng cần rời khỏi một cõi Phật mà có thể đi đến tất cả cõi Phật. 5. Trần tâm sâu, phát đại thề nguyện cầu tất cả pháp thủ thắng, từ chỗ cạn mà vào chỗ sâu, từ chỗ sâu lại đến pháp môn thủ thắng. 6. Trần kiên thệ, bất cứ làm việc gì phải có thệ nguyện kiên cố mới có thể đến được nơi rốt ráo. 7. Trần tùy thuận, phải tùy thuận lời dạy của tất cả bậc tôn túc, tùy thuận pháp môn của tất cả các vị tôn giả nói, y theo pháp mà tu hành đừng trái với lời dạy của tất cả bậc thánh nhân. Bao quát pháp của chư Phật nói, pháp của Bồ Tát nói, pháp của Pháp Sư nói, pháp của Thiện Tri Thức nói. 8. Trần lạc pháp, văn chỉ tất cả pháp của chư Phật nói, vĩnh viễn không giải đãi lười biếng. 9. Trần pháp vũ, vì tất cả chúng sinh diễn nói Phật pháp không khiếp nhược. 10. Trần tu hành, đối với tất cả các điều ác đều xác lìa, do đó có câu, không làm các điều ác, hãy làm các điều lành. Đó là pháp căn bản tu hành. Đó là 10 thứ chân của Bồ Tát. Nếu các Bồ Tát an trụ trong pháp này thì sẽ đắc được chân tối thủ thắng vô thượng của Như Lai, nếu một khi cất chân lên đều có thể đến khắp tất cả thế giới. Phật tử, đại Bồ Tát có 10 thứ tay. Những gì là 10? Đó là tay tin sâu, vì đối với lời của Phật nói một lòng nhẫn nại rốt ráo thọ trì. Tay bố thí, vì có ai đến cầu xin tùy theo chỗ họ muốn đều khiến cho được đầy đủ. Tay hỏi thăm trước, vì giơ tay phải nghênh tiếp nhau. Tay cúng dường chư Phật, vì tích tập phước đức không nhảm mỏi. Tay đào phần thiện xảo, vì đều dứt trừ nghi hoặc của tất cả chúng sinh,
Tài khiến cho thoát ba cõi, vì hay trợ giúp chúng sinh vượt khỏi bồn ái dục. Tài đặt đẻ nơi bờ kia, vì cứu chúng sinh chìm trong bốn dòng nước xoáy. Tài chẳng xẻn tránh pháp, vì hết thầy diệu pháp thầy đều khai thị. Tài khéo dùng các luận, vì dùng thuốc trí huệ diệt trừ bệnh thân tâm. Tài luôn giữ trí báu, vì khai pháp quang minh phá tối phiền não. Đó là 10. Nếu các Bồ Tát an trụ pháp này thì sẽ đắc được tay vô thượng của Như Lai, che khắp mười phương tất cả thế giới. Các vị đệ tử của Phật, Đại Bồ Tát có 10 thứ tay. Những gì là 10? Đó là một tay tin sâu, vì đối với lời của Phật nói, bất cứ pháp không hiểu như thế nào với một lòng nhẫn nại nơi tâm, thọ trì nơi thân. 2. Tay bố thí, vì có ai đến cầu xin tất cả tài vật thì Bồ Tát đều tùy theo chỗ họ muốn để bố thí khiến cho được đầy đủ. 3. Tay hỏi thăm trước, vì khi gặp người thì trước hết chào hỏi người đó, không đợi người đó chào hỏi mình, chủ động giơ tay phải nghênh tiếp họ, dẫn dắt họ, biểu thị có sự lễ nghĩa, giống như bây giờ khi gặp nhau thì bắt tay với nhau. 4. Tay cúng dường chư Phật, vì tích tập phước đức để cúng dường chư Phật, không khi nào nhàm mỏi. 5. Tay đa văn thiện xảo, vì bác học đa văn hay dứt trừ nghi hoặc của tất cả chúng sinh, giải đáp mọi vấn nạn. 6. Tay khiến cho thoát ba cõi, vì hay trợ giúp chúng sinh vượt khỏi khổ buồn ái dục, thoát khỏi ba cõi, chấm dứt sinh tử. 7. Tay đặt đẻ nơi bờ kia, vì cứu chúng sinh chìm trong bốn dòng nước xoáy: kiến lưu, dục lưu, hữu lưu, vô minh lưu, cứu ra khỏi biển khổ. 8. Tay chẳng xẻn tránh pháp, vì hết thảy diệu pháp thể đều khai thị cho chúng sinh, tuyệt đối chẳng xẻn tiếc pháp thí. 9. Tay khéo dùng các luận, vì dùng thuốc trí huệ diệt trừ bệnh thân tâm của chúng sinh. 10. Tay luôn giữ trí báu, vì khai pháp quang minh phá tối phiền não của chúng sinh. Đó là 10 thứ tay của Bồ Tát. Nếu các Bồ Tát an trụ trong pháp này thì sẽ đắc được tay vô thượng của Như Lai che khắp mười phương tất cả thế giới. Phật tử, Đại Bồ Tát có 10 thứ bụng. Những gì là 10? Đó là bụng lìa dô vại vì tâm thanh tịnh, bụng lìa huyễn ngụy vì tánh ngay thẳng, bụng lìa hư giả vì không hiểm dối, bụng không dối đạt vì đối với tất cả Phật đều không tham, bụng rất phiền não vì đủ trí huệ, bụng tâm thanh tịnh vì lìa các ác, bụng quá sát ăn uống vì niệm pháp như thật, bụng quá sát không làm vì giác ngộ xuất khỏi, bụng giác ngộ tất cả đạo xuất ly vì khéo thành tựu thâm tâm, bụng ra lìa tất cả dơ bẩn biên kiến vì khiến cho tất cả chúng sinh được nhập vào bụng Phật. Đó là 10. Nếu các Bồ Tát an trụ pháp này thì sẽ đắc được bụng rộng lớn vô thượng của Như Lai, đều có thể dung thọ tất cả chúng sinh. Các vị đệ tử của Phật, Đại Bồ Tát có 10 thứ bụng. Những gì là 10? Đó là một bụng lìa dù vậy, dù là thế người giàu thì nói lời nịnh bợ, vậy là gặp người chẳng nói lời ngay thẳng. Bồ Tát xa lìa thứ hành vi này cho nên trong tâm rất thanh tịnh. 2. Bụng lìa huyễn ngụy, huyễn là hư huyễn chẳng thật, ngụy là hư ngụy chẳng chân. Bồ Tát xa lìa huyễn ngụy cho nên tâm tánh ngay thẳng. 3. Bụng lìa hư giả, Bồ Tát chẳng có nguy hiểm khi dối, phàm nói ra lời gì cũng đều chân thật, khiến cho mọi người tin. 4. Bụng không dối đoạt, Bồ Tát chẳng có tâm gian dối tranh đoạt, đối với tất cả tài vật đều không có lòng tham cầu. 5. Bụng rất phiền não vì đủ nhất thiết trí huệ cho nên dứt được tất cả phiền não. 6. Bụng tâm thanh tịnh vì lìa tất cả ác niệm, sinh ra tất cả thiện niệm. 7. Bụng quá sát ăn uống vì niệm niệm chẳng quên pháp như thật, tức cũng là pháp chân thật liễu nghĩa. 8. Bụng quán sát không làm vì hay giác ngộ tất cả pháp đều từ duyên khởi. Do đó có câu: các pháp do duyên sinh, các pháp do duyên diệt, Phật ta đại sa môn thường hay nói như thế. 9. Bụng giác ngộ tất cả đạo xuất ly vì kéo thành tựu thâm tâm, khiến cho thân tâm của tất cả chúng sinh đều được thành thục. 10. Bụng xa lìa tất cả dơ bẩn biên kiến vì hay khiến cho tất cả chúng sinh được vào trong bụng của Phật, tức cũng là hay xa lìa sự dơ bẩn của thân biên giới kiến tà, liền đắc được trí huệ của Phật. Đó là 10 thứ bụng của Bồ Tát. Nếu các Bồ Tát an trụ trong pháp này thì sẽ đắc được bụng rộng lớn vô thượng của Như Lai, đều có thể dung thọ tất cả chúng sinh. Chúng sinh vốn ở trong bụng của Phật, bất quá chúng sinh chẳng biết mà thôi. Phật tử, Đại Bồ Tát có 10 thứ tạng. Những gì là 10? Đó là chẳng rất giống Phật là tạng của Bồ Tát vì khai thị Phật pháp vô lượng oai đức. Tăng trưởng giống pháp là tạng của Bồ Tát vì sinh ra trí huệ quang minh rộng lớn. Trụ trì giống tăng là tạng của Bồ Tát vì khiến cho được vào bánh xe pháp bất thối,
giác ngộ chúng sinh chánh định là tạng của Bồ Tát, vì khéo tùy thời không xài một niệm. Rốt ráo thành thục chúng sinh bất định là tạng của Bồ Tát, vì khiến cho nhân liên tục không có gián đoạn. Vì chúng sinh tà định phát khởi đại bi là tạng của Bồ Tát, vì khiến cho nhân vị lai đều được thành tựu. Đủ mười lực của Phật, nhân không thể hoại là tạng của Bồ Tát, vì đủ căn lành vô đối hàng phục ma quân. Tối thắng vô úy đại sư Tử Hống là tạng của Bồ Tát, vì khiến cho tất cả chúng sinh đều hoan hỷ. Được 18 pháp bất cộng của Phật là tạng của Bồ Tát, vì trí huệ và khắp tất cả mọi nơi, khắp biết rõ tất cả chúng sinh, tất cả cõi, tất cả pháp, tất cả Phật là tạng của Bồ Tát, vì ở trong một niệm đều thấy rõ đó là người. Nếu các Bồ Tát an trụ pháp này thì sẽ đắc được tạng đại trí huệ vô thượng căn lành không thể hoại của Như Lai. Các vị đệ tử của Phật, đại Bồ Tát có 10 thứ tạng. Những gì là người? Đó là: một, chẳng dứt hạt giống Phật là bảo tạng của Bồ Tát, vì tiếp tục huệ mạng của Phật khai thị Phật pháp có vô lượng oai đức. 2. Tăng trưởng hạt giống pháp là bảo tạng của Bồ Tát, vì sinh ra trí huệ quang minh rộng lớn. 3. Trụ trì hạt giống tăng là bảo tạng của Bồ Tát, vì khiến cho họ được vào bánh xe pháp không thối chuyển. 4. Giác ngộ chúng sinh chánh định là bảo tạng của Bồ Tát, vì khéo tùy thời, vì tất cả chúng sinh thuyết pháp không xài một niệm. Tóm lại, chúng sinh cơ duyên thành thục đáng được hóa độ thì liền độ thoát, chúng sinh cơ duyên chưa thành thục thì tạm thời không độ, tương lai sẽ độ. 5. Rốt ráo thành thục chúng sinh bất định là bảo tạng của Bồ Tát, vì khiến cho nhân liên tục không gián đoạn, khiến cho chúng sinh phát tâm Bồ Đề. 6. Vì chúng sinh tà định, tà định tức là định không chánh đáng, hoan hỷ pháp ngoại đạo, thì có tư tưởng tà trì tà kiến, như ở trong định đi khắp nơi nghe người khác nói chuyện, lắng nghe rất rõ ràng, hoặc ở trong định đi khắp nơi trộm cắp đồ vật của người khác, đó tức là tà định. Tóm lại, phàm là ở trong định có tư tưởng và hành vi nhiễm ô, tức là tà định. Bồ Tát phát khởi tâm đại bi thường xót chúng sinh hành vi bất chánh là bảo tạng của Bồ Tát, vì khiến cho tất cả chúng sinh chưa trồng nhân Bồ Đề vị lai đều được viên mãn thành tựu. 7. Đủ mười lực của Phật, nhân không thể hoại là bảo tạng của Bồ Tát, vì đủ căn lành vô đối hàng phục tất cả ma quân. 8. Tối thắng vô úy đại sư Tử Hống là bảo tạng của Bồ Tát, vì khiến cho tất cả chúng sinh nghe được đều sinh hoan hỷ. 9. Được 18 pháp bất cộng của Phật là bảo tạng của Bồ Tát. 18 pháp bất cộng là thân không lỗi, miệng không lỗi, niệm không lỗi, vô dị tưởng, vô bất định tâm, vô bất tri kỷ xả, dục không giảm, tinh tấn không giảm, niệm không giảm, huệ không giảm, giải thoát không giảm, giải thoát tri kiến không giảm, tất cả thân nghiệp tùy trí huệ hành, tất cả miệng nghiệp tùy trí huệ hành, tất cả ý nghiệp tùy trí huệ hành, trí huệ biết đời quá khứ vô ngại, trí huệ biết đời vị lai vô ngại, trí huệ biết đời hiện tại vô ngại. Pháp này giữa Phật, Bồ Tát và Thanh Văn khác nhau nên gọi là bất cộng. Trí huệ vào khắp tất cả mọi nơi. 10. Khắp biết rõ tất cả chúng sinh, tất cả cõi Phật, tất cả các Pháp, tất cả chư Phật là bảo tạng của Bồ Tát, vì ở trong một niệm đều thấy rõ 10 phương ba đời Phật Pháp Tăng Tam Bảo, đó là 10 Pháp bảo tạng của Bồ Tát. Nếu các Bồ Tát an trụ trong Pháp này thì sẽ đắc được bảo tạng đại trí huệ vô thượng căn lành không thể hoại của Như Lai. Phật tử, đại Bồ Tát có 10 thứ tâm. Những gì là 10? Đó là tâm tinh cần, vì tất cả việc làm đều rốt ráo, tâm chẳng giải đãi, vì tích tập tướng tốt hạnh phước đức, tâm đại dũng kiện, vì phá tan tất cả các ma quân, tâm như lý hành, vì trừ diệt tất cả các phiền não, tâm bất thối chuyển, vì cho đến Bồ Đề chọn không ngừng nghỉ, tâm tánh thanh tịnh, vì biết tâm bất động không chấp trước, tâm biết chúng sinh, vì tùy sự hiểu muốn của họ khiến cho được xuất ly, tâm khiến vào Phật pháp đại phạm trụ, vì biết các chúng sinh đủ thứ sự hiểu muốn, chẳng dùng thừa khác mà cứu hộ, tâm không vô tướng vô nguyện vô tác, vì thấy tướng ba cõi chẳng chấp lấy, tâm tướng chữ vạn kim cang kiên cố thắng tạng trang nghiêm, vì số lượng của ma đến đồng số tất cả chúng sinh cho đến không thể động một sợi lông, đó là 10. Nếu các Bồ Tát an trụ pháp này thì sẽ đắc được tâm đại trí quang minh tạng vô thượng của Như Lai. Các vị đệ tử của Phật, đại Bồ Tát có 10 thứ tâm. Những gì là 10? Đó là: một, tâm tinh cần, vì tất cả việc làm đều đến nơi rốt ráo. 2. Tâm chẳng giải đãi, vì tích tập tướng tốt tu hành tất cả phước đức, do đó ba a tăng kỷ tu phước huệ trong kiếp trồng tướng tốt. 3. Tâm đại dũng kiện, vì phá tan tất cả các ma quân và quyến thuộc của chúng,
4. Tâm như lý hành, vì trừ diệt tất cả các phiền não. 5. Tâm bất thối chuyển, vì từ lúc ban đầu phát tâm Bồ Đề cho đến rốt ráo thành Phật chọn không ngừng nghỉ. 6. Tâm tánh thanh tịnh, vì Bồ Tát biết tự tánh thanh tịnh gì cũng chẳng chấp trước cho nên tâm bất động. Nếu có sự chấp trước thì tâm sẽ bị động. 7. Tâm biết chúng sinh, vì tùy thuận sự hiểu muốn của chúng sinh khiến cho họ thoát khỏi ba cõi, do đó muốn kiến vào Phật trí trước dùng câu dục móc.